Đó, kêu đi qua bên đây nằm với mẹ không chịu, nằm với anh hai vậy đó. Hi, thưa xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình Bé Heo Cuộc Sống Trung Quốc tại Việt Nam. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với gia đình nhỏ của Theo nha. Giờ mẹ em đang mần gà, chuẩn bị hồi nó đem lên cho chị Nhi với anh Quy. Giờ thì mẹ em bỏ gà trong cái thùng này nè, nó đem lên chở nó cô chú. Chứ mà đem gà sống thì lên chở nó phạt tiền này kia không có được. Bởi vì mẹ mới mằng. Cái mằng sẵn đem bọt đá vô đem chở. Bỏ cục đó vô đây con mất. Ơ bồng nó bể rồi. Cái ta đạp, đạp vòng mai lại mới xài cho ba bồng đó mà đem mà đạp cái một. Ừ. Đem trái dưa là kêu dưỡng năm cắt ăn rồi. Dao bà ngoại lấy đây hết trơn rồi. Mẹ dao nè. Dạ đó cái chín là cái gà không? Như cái nắp vậy. Thì đây các bạn cũng được. Béo mà. Còn một bánh linh trong kìa mày ăn hết gì đã mày ăn. Linh gì mà cứ ngắt luôn. Thì ăn mẹ đi để qua cho đừng khỏi rồi còn nhiêu đó. Cho nó hết rồi mà chừa là có đứa nào ăn thì lại hoài, để hoài không ai ăn hết trơn. Bo nó vô cho chừa nha. Đúng rồi là bỏ luôn đó. Ăn ba cái bánh đĩa rồi là bỏ luôn. Quá trời dừa, anh năm đốn buồn gì đáng ăn này ông bà cô chú ơi. Tính đốn buồn đem lên chị Nhi mà quá trời đồ rồi. Không biết đường nào mà chở cho hết. Giữ rồi, giữ rồi. Tụi ra. Tặng luôn cho em đâu đi. Dễ muốn. Ông đưa xuống được không? Quy trình bảo được không? Mày 3 4 ngày mày mới về gì mày uống đặc nhất đặc dịu. Về đốt. Đưa ra ma tấn. Đưa cái này nó gãy. Đạp xuống xong, đạp xuống cho chạy xuống. Ừ. Rồi còn hai trái dính chùm ở dưới đó cho dò anh kìa. Buồn quá trời luôn, dính ở trên hai trái nữa. Bộ này vừa ăn vừa ngon luôn á, không có cứng. Vừa là vừa ngon luôn đó. Bôi xuồng qua lấy. Em đi mấy ngày mới về mà chặt. Chặt buồn bên đây luôn đi. Thôi khỏi chặt. Bé heo bơi rất vừa. Nạp bạn 160 ngàn á. Cái trường 160 luôn đó. Vậy đó hả? Ừ. Mà nạp xong luôn em không điện sim được luôn. Điện sim chứ không điện. Điện sim mà điện cùng mạng là điện bình thường mà. Bây giờ làm sao mà nói vậy? Điện mạng có được đâu vậy? Cái bây... nạp 200 đi ha. Bây giờ em điện đâu có được đâu. Ừ. Nạp 200 là cái kia còn 160 còn cái kia 40. Trời ơi, dưỡng năm đây nè. Dưỡng năm đây nè chứ. Dặn mày để cho tao chừng 5-6 trái rồi, nhiều quá tao không có. Không 375 078 409 má dạ má dạ con đi ngủ đi con đi ngủ đi hồi lên má Nhi nghe sao không sao không đọc lại cái để bấm bài mấy heo nó thèm gì không gì năm nó mua về nó cắt cái nó ăn vậy ông bà cô chú ngon không con nó đi vậy đó hả? Trời ơi, đi lên mẹ Nhi vậy? Dạ đi con. Cô lên ngoài ngoài mà ngoài hung cái coi nè. Dạ, con gửi lời thăm mẹ Nhi nha. Nè. Dạ đi con. Nói bà ngoại con gửi lời thăm mẹ Nhi ba ba gì? Ba Quy. Ba Quy nghe. Dạ. Với bà nội, bà ngoại nghe. Dạ. Bà nội, bà ngoại của con nghe. Dạ. Nhớ nghe. Dạ, con nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi. Nhớ nói sao đâu, nói lại ngoài nghe coi. Dạ con biết rồi. Biết sao? Nó kêu hai đứa ta bấm thọ đi vì Nhi cha đó, là vậy Nhi đó.
thăm dì Nhi nha, mẹ Nhi nha. Mẹ báo phát vô nè, con báo phát đi nè. Bây giờ gia đình em chuẩn bị lên thăm ba em và sẵn qua bên chị Nhi luôn á ông bà cô chú. Mời cô chú anh chị đi theo gia đình, đi với gia đình em nha. Qua chị Nhi như thế nào? Tụi em đi rồi cô chú ơi. Hai anh em đi đâu dính dính gì đó. Kha với Di Tường đi xe đạp điện. Bé mua chưa? Đi qua bến xe lúc đầu thì không có mưa, trời chỉ mưa hà. Xong rồi các em kêu cha mấy heo á với thằng Kha đi gửi xe đạp điện ở trong nhà bác xui á, sạc điện cho nó đầy. Đằng tới bữa về mình chạy, cái đi vô đó xong rồi kéo cái đầu hai dưỡng cháu bị mắc mưa. Mắc mưa mà không có mua áo mưa mà chạy đi cho ướt mấy trơn, xong rồi mới mua áo mưa mặc cái cô chú. Chào thầy gia đình em lên xe rồi cô chú ơi. Di Tường nằm đây nè. Con măng gà lên cha nó tuốt ở trên đây kìa. Măng gà đâu rồi? Măng gà rồi, chào bà cô chú đi con. Nó đầu lên trên mới chịu, ở dưới không chịu. Thằng Kha thì ngồi bên cái ghế bên đây. Đó, ngồi lên đó đông bánh tráng. Con cửa nè kìa, con cửa nè kìa. Măng gà nhỏ nhỏ lại hồi người ta quýnh con bây giờ măng gà. Di Tường ngồi đây ăn bánh tráng dữ rồi ông bà cô chú ơi. Lên xe đi nè cô chú. Con thì con mua hai bịch bánh tráng muối béo của nhà chị Dân Nguyễn á cô chú. Đây cái nó mà vậy nó thèm quá trời nè. Xé ra cho nó ăn. Xé ra cho nó ăn cái bịch bánh tráng muối béo. Tại vì thấy hot đó cô chú, nên là mua đem lên biếu gì Nhi rồi cho tôi cho măng dạ ăn cái này cô chú. Đây cũng muối béo nè cô chú. Nè măng dạ, nè cô phụ. Chị cờ hả ta. Ăn bánh chén này, bánh chén muối béo của cô chú. Thấy trên TikTok họ trời nên con mua về hơn là ngay lúc đi nữa về kịp. Xì chơi cờ hả? Này là bánh chén phơi xương này cô chú. Cô phụ, cây măng dạ đi. Hào xí ma. Hào xí ma. Lên xe bắt đầu chạy rồi, cha con nó ăn rồi hộp cơm mà ông bà cô chú ơi. Em mày nhìn đói rồi nè. Những út con mới làm hộp cơm. Con thấy những út ngồi dưới măng dạ nè, sợ đưa qua những út làm cái hộp cơm đổ nước mắm rồi đó, cái nó đổ ra rồi bắt công dơ xe người ta, con thấy những đổ những út nè, những út đang ăn nè cô chú. Măng dạ đang ăn bánh tráng nè. Ăn bánh tráng. Hồi nãy bánh tráng muối béo hồi nãy đưa nó ăn. Nè Khang đây rồi nè. Khang đây rồi, xua đi. Kêu đi, xua đi. Hello gì? Lên xe người ta bán bánh luôn á cô chú. Kêu đi qua bên đây nằm với mẹ không chịu, nằm với anh hai vậy đó. Ngủ rồi. Giờ tới chạm dừng chân rồi nè cô chú. Chạm dừng chân nó Mỹ Thuận ngủ, nhà hút con ngủ nè.
cũng hỏi xuống đi đi tiểu hay là ăn uống gì không, những không chịu, những không đòi ngủ. Bây giờ gia đình em tới cầu vượt Quang Trung rồi, đang đợi xe gác qua tặng đi qua nhà của anh Huy với chị Nhi. Tại vì anh với chị đòi qua rước tụi em, nhưng mà tụi em thấy phiền phức quá à, cho nên tụi em tự bắt xe qua. Mấy heo giờ này nửa đêm rồi đó, mà kêu thức chị là tỉnh queo rồi, nãy đang ngủ trên xe đó. Kêu thức chị là thức chị liền, không có quạo, không có khóc gì hết trơn. Trời quá. Cái lúc này á, là xe đang trên đường chút xíu là tới nhà của chị Nhi. Mà em quen thì quen chị Nhi, nhà thì nhà của em chị Nhi. Cái đó là em kêu bằng anh ba cô chú. Sau 40 mét rẽ phải. Sau 80 mét điểm đến của bạn sẽ ở bên phải. Nhà tái này cô chú. Dạ dạ, cô để con. Dạ. 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 Cái này có cần bỏ cho nó nát gì không? Đây sao đây? Cái này có cần bỏ cho nó nát gì không? Trời ơi, con còn chưa? Ê đi, ăn miếng to con mua gà ấy gà nè. Sắp nhiều quá trời. Khóm. Mua lụa. Dạ. Rồi. Rồi đi, chơi đi. Chiều đi mắc mưa đó. Chiều chắc mưa. Đây mưa, chiều giờ đó. Ông chiều chồng em chứ sao đi mua đồ mắc mưa. Rồi đó. Rồi đi luôn á. Có đi tiểu không đây nè? Có đi tiểu không? Chị Năm làm ruột á, nhà không ăn ruột mà làm ruột sợ ăn chị ăn cái rồi chị Năm mới thôi, cách mà không ăn đâu. Ăn chứ gà mà nhưng mà đi xa rồi còn na theo đồ. Rồi sách vừa cái hết tồn nữa. Em không biết cái này có dọc không cái này, em chưa cho làm cái gì nữa. Cái khóm nè, cái khóm này là của chị Năm gửi nha. Gà là của mẹ em gửi. Con này là của anh Theo rồi. Rồi con sắp theo dừa đó hả? Có đâu, em tính sắp theo dừa đó. Ôi, không sao trả được. Quá hai với anh Chi Tường đi xe đạp điện. Cho nên sợ hết điện, không có đủ điện qua tới. Trời ơi, gà nó hết rồi. Ba ngủ ha. Ba ngủ mày là. Rồi. Em cùng ngồi chị. Nhà nó sung lắm, nó không có sung lắm hả? Tới rồi, tỉnh queo thì không có quạo. Chị trên xe cho nó, chị trên xe cho nó không có quạo. Ngồi đi tuần. Dạ. Dạ.
đi nhà cũng giờ này à. Con đi đâu vậy? Con xe tiếp mà. Cái này xi à? Dĩa là. Con bộ xi à? Mình ở nhà. Được rồi chị ơi. Con mấy cái dĩa rồi giấy ăn chứ. Mấy hẻ đâu mà. Chưa tiền. Chưa có gì ăn xi khó mà. Lên nửa đêm mà gặp há cảo là ngay bài luôn rồi. Ngon với sao? Không, nửa đêm mà ngon đó nha. Ăn miếng đi chị. Chịu chị ăn gì vậy? Ăn hồi nãy đi ăn mấy cái gì? Mấy cái đồ nướng đồ này kia. Vậy đó. Đồ nướng ở cái chắc nó giòn mà nó khô rồi. Cứng luôn hả con? Nó cứng luôn rồi. Gì vậy con? Lên tới đây 11 giờ mấy đó mà anh chị chuẩn bị nè, hai vợ chồng anh Quy với chị Nhi với anh Ba khá năng nhiệt tình luôn bà cô chú ơi. Chồng em nè thèm há cảo, lên cái chị Nhi làm cho mấy dĩa há cảo luôn, ngon lành luôn. Đẹp quá nè cô chú, nói chị Nhi làm là đẹp quá à. Còn cái đùi gà bên đó là làm cho bé heo đó. Tại giấc tối cái màu nó vậy đó chứ không phải nó đen, ở ngoài màu đẹp lắm cô chú. Có cái há cảo này Nhi làm rất là ngon. Cái há cảo của Nhi là há cảo xá xíu cô chú. Ừ đúng rồi. Rồi con bây xanh kìa. Như là một cái nhà hàng vậy cô chú ơi. Măng hạ nó lên đầu, nó chơi gì Nhi với lại Dượng Quy rồi cô chú. Là con giờ là con cũng lên đầu để con quay. Ôi đẹp quá trời. Măng dạ ơi, wow, trời, oh. Mẹ xỉu qua luôn, không thèm, lên cái gì Nhi mua cho con búp bê Barbie liền này cô chú. Trên kia nha. Dạ. Trên dạ. Ê, trời ơi, trời ơi. Nhỏ này ngủ cách tách thằng này ra được không? Dạ được. Được không? Lát nữa Kha với lại cái gì còn ngủ trên. Nè khoe với ông bà cô chú đi con búp bê sao đâu. Ôm lên cái thấy mê con hồ ly này nè trời. Trời ơi đẹp kìa. Sáng má. Phiếu liệt. Wow. Ý khán nè. Ôi trời giờ không cho con đụng luôn kìa chị Nhi ơi. Kẹp tóc luôn. Trời ơi. Hình tua nè. Wow. Kìa kháng kìa, kháng kìa. Cho chị Nhi mẹ kìa. Trời ơi. Mẹ chết luôn rồi. Mẹ chết luôn rồi. Mẹ chết luôn rồi. Mê quá rồi. Nè, nè. Rồi. Đồ tắm nè. Đồ bơi kìa. Đồ tắm nè, đồ tắm này vừa nè. Ồ. Kìa Khang kìa. Khang y phục dỗ dầu kìa. Dữ sụy. Cái này của Duy Tường nè. Nè. Ha ha, mình không gì con. Chắc là vừa đó Duy Tường, tại vì đồ bơi cái mặt nó chật chật á. Tay gì lên. Nó mất cái đôi giày cao gót rồi đó. Ủa vô kêu ha. Rồi. Đó. Ê con, đừng có tụ. Qua đó. Bây giờ đi lên tầng 3 nha cô chú. Sao lại đi lên tầng 3 nè chị Tường. Wow.
cũng đẹp không kém. Phòng nhỏ thôi nha. Phòng này cũng đẹp quá trời. Anh em ngủ thôi. Ha. Cái này của cưa cưa, của ta cưa cưa với là hai tường. Có tivi, phòng nào cũng có tivi hết chưa hả gì Nhi? Đang lên tầng 3 cô chú nên cái gì Nhi ngủ đi thang máy cho biết. Lần đầu tiên đi thang máy trong nhà luôn á. Khoái không ăn dạ? Wow. Quá đã luôn rồi, chiếc này ở đây luôn rồi. Chiếc này ở đây ha. Thôi, kinh mùa ha, kinh mùa cho chưa tên không? Lâm, Lâm mama hủy chia. Hồng á, xí khoăn mà. Ê, tới rồi. Đi xuống mà dừng lại. Nè, đi về sau lưng em. Em, con đi về sau lưng em, lỡ có gì em mang con. Bê về thay đồ cho nó nha con. Búp bê nè. Đó. Rớt cái thích không? Lần đầu gờ con búp bê riêu á. Cảm ơn đi. Có đồng hồ luôn. Tối mày ngủ mang dạ. Trường ba dắt hai anh em con đi tham quan nguyên cái nhà của chú. Đi học cái coi nè. Wow. Giờ này tối rồi cô chú ơi. Nên là không có thấy rõ. Con ơi, chà bá vô luôn á. Karaoke cha con nói hay gì mà. Trời ơi. Hèn gì bữa kêu anh đến nữa đi dắt qua cái phòng karaoke này im lắm im luôn. Trời ơi đẹp dữ vậy trời. Hôm nay nguyên một vàng rượu luôn. Quá đẹp. Nhà con dọn đồ lên phòng rồi cô chú ơi. Trời ơi. Nặng quá. Thế luôn. Đi mà tài sản đem theo hết vàng nằm bỏ trọng rất nghe cục cục luôn. Rất nghe cục cục luôn. Mấy cái vàng này đó là cũng giỏ nha. Bây giờ đi qua phòng. Trời ơi, bước vô nó thơm. Nãy giờ nó giẫm đùng đùng đó. Ở dưới ngủ niệm cấp 3 không à. Ở dưới ngủ niệm. Nguyên cái toilet nè. Cho bà nghe nè. Cái phòng này là chị Nhi chỉ chuẩn bị cho vợ chồng em bữa giờ đó cô chú.
À, bé heo đang nằm kìa. Đó. Bây giờ thì trong toilet này cô chú rất là đẹp luôn. Có que nữa. Quá xá là đẹp. Đi lên đây á, anh chị chuẩn bị sẵn hết trơn luôn, cái gì cũng mới hết trơn á cô chú. Chuẩn bị cho vợ chồng em nè. Nhưng mà vợ chồng em cũng có đem theo nữa. Thấy cũng không biết nói làm sao nữa. Bắt đầu đi vô hồ cá này nè. Đâu mà anh tiện đâu cô. Chỉ có nuôi cái hồ cá coi á, bự lắm cô chú. Đi sành khoái rồi. Ừ. Còn cá trắng, còn cá đen, mấy con cá hồng hồng. Ú nu luôn nè Bí Thanh. Wow, hồ ta. Ở đây có cái hồ cá nhỏ nè cô chú. Trời ơi, nuôi mấy con cá coi nó bự lắm cô chú ơi. Ở ngoài đâu cả chục ký à. Bự lắm, bự luôn. Bí Sành khoái không bà cô chú ơi? Bí Sành chị khoái không Bí Sành? Chị khoái mà. Dì tờ đừng dọc nước. Ừ. Dưới chỗ mẹ em hả? Chỗ mẹ em ta chạy ngang không à? Mà có khi mình thích ăn thì cũng nấu hay là cũng bữa mua mẹ nấu. Bữa mua bữa nấu. Mẹ nói sợ tốn tiền. Rõ cái này là mua nấu. Cái gì? Nó ở đây luôn rồi kìa anh ba. Anh ba cho nó ở không? Nó điện cho bà ngoại. Thôi mới điện cho bà ngoại, nó nghĩ về ở đây đẹp quá. Đi theo quá Nhi rồi dắt qua Mỹ rồi nó đẹp tới cỡ nào luôn. Mà gì đẹp lắm hả? Hả? Em thấy anh chụp cho em coi mấy cái cả ở trước cổng, em thấy là cũng đẹp đó. Bên này với nhà chị bên rộng không chị? Rộng như nhà anh ba không? Gấp 3 lần. Ờ, đâu. Hồi trước cái nhà. Chứ gì đó hả anh ba? Chứ còn. Anh ba đi bảy chứ lắm mấy lần anh ba? Chưa đi lần nào. Trong tưởng tượng. Xin không có được á. Không phải cải dưới á. Ê, có một bịch cải là. Không phải mà chồng em riêng bé heo muốn ở đây mà là chồng em nữa. Trời, cười hí hí, phá quá. Có bịch không có cải nè. Này là gì anh phở gà hả? Bánh canh. Gà. Em thấy là lạ, anh chưa từng ăn kiểu này. Ủa vậy hả? Ờ. Bánh canh mà không thấy. Em thấy nó ngộ quá, không nó nấu kiểu khác á. Bình thường dưới làm bánh canh giò heo luôn. À đúng rồi. Ê bà con bé anh đâu vậy trời? Đi đâu? Mốt rủ là không có hỏi mấy lần rồi cho anh cha mình ấm luôn. Con ăn quyết rồi được hết không con? Nhìn như làm chân Di Tường một ăn một tô trước đi mẹ ăn ấy. Một tô như tiệm bán luôn. Không có muốn ăn chanh không thì nặng vô. Không thì thôi. Rồi sao? Dạ. À sao? Dạ. Dạ. Nhiều con cũng xuống làm tô rồi chú. Ô, vậy ba mới về. Ừ, vậy em chưa ăn mà chưa có múc, chưa múc vô cái nó nở tài lầy. Ừ, em anh chị ăn trước đi. Mong dạ. Mong dạ. Cho nó đó hả? Tao chưa biết. Em không ngủ. Chưa phan. Gì đàng hoàng. Chưa hào sảy. Mẹ hai cử. Ăn lại đi ngủ. Uống ba cử. Cái gì mà bún bánh mì quá trời nha anh. Ừ. Làm cho em ăn, em đi em hỏi cho anh. Đây này chứ nhà về là lên 5-6 kg luôn. Bà bay ăn cơm này cục gà. Chuyên nghiệp quá trời luôn rồi nè.
Ngon Di Tường. Di Tường bên đây cũng làm tô nữa rồi nè. Số 1. Nó không chịu ăn thì mình ăn trước, lắc lúc nó sao cho nó nói kìa, cho nó về hơi đâu mà lo nó hết thời gian. Ở dưới Út con là vậy á. Còn không thì em ăn trước, rồi xong rồi xong hết đi cho nó về cho nó chơi cho đã. Chồng em hết muốn về rồi, con này cũng hết muốn về, hai thằng này là phản đó, là đi tới đâu là hết muốn về đó đó. Lan Lan thì lọc bố tự chỉ hồi chưa? Đi bên chơi chơi bên hả? Ê, cái mà chị chơi chị thêm hình xô à? Nhì à? Ờ hả? Nó ốm à? Ốm. Mấy ngày nay sao? Sao vậy? Sao ốm vậy? Em không biết nữa. Ủa cái đó cái gì vậy? Bánh mì thịt nướng này em. À. Anh chẳng ăn thấy. Mình đang mang dạ thì ăn đùi gà với cháo cha ba ba nó thì ăn bánh canh gà, bánh canh gà một tô rất là ngon luôn, tuyệt vời. À đúng rồi đó, xương nó có xương gà đó, giỏi lắm. Ừ, chị ý khẩu chi thủy, chị ý khẩu chậu ơ mà mãi gì vô chi đâu mà mẹ chấm vô cái này nè, mang dạ chấm rồi nè. Chị Đường ăn đây nhiệt tình luôn rồi nè. Đi chà ba lửa. Như là trong nhà hàng luôn. Sao sao bà này bà bán nhiều dữ vậy ta? Mua nhiều hả? Mua bộ mua thêm hả? Thường vậy đó mà bà bởi nãy kêu bà nó sao hết rồi. Mà bà nghe mẹ nói không? Cái gì nữa? Cái gì nữa? Cái gì vậy? Ý nó là ăn nữa đi con. Chú đây là phòng karaoke của nhà Dị Nhi nè cô chú. Quá là đẹp luôn. Như là một phòng karaoke thiệt ở ngoài tiệm nha. Đây. Điều đặc biệt nhất là những cái chai rượu này. Quá đẹp. Không biết cái nồng độ nó đã cao không nữa. Cái nhà rượu người ta nói chắc tiền tỷ luôn á cô chú ơi. Rồi nguyên cái chai samurai luôn nè. Quá là tuyệt vời. Mang mang theo nhà cô phụ ơi. Tiêu rồi hả? Nãy giờ là mấy quý nè. À tuy, nãy giờ nè. Cái này nhân xong phải không? Cái đó là ấy đó. Ừ, nhân xong đi vô. Nhân xong. Cô bán con chị chế. Uống à. Nó, bé này. Cái bé Trung Hoa đó. Bé Trung Hoa đó. Cái gạch này ngộ lắm. Nó không có nước thì thôi nha. Nó có nước cái này nó trơn dữ lắm. Hmm.
Mấy nay mang giả nó diễn concert rồi. Bây giờ nhà con di chuyển ra siêu thị để mua đồ, đem qua nhà ông nội. Rồi, đi rồi. Dép đâu mà dép đây nè. Công chúa của tôi ơi. Dép cái hộp ở ngoài kia đó. Giờ gia đình con lại bộ giờ tới siêu thị nè cô chú. Ủa siêu thị ở đây là siêu thị tên gì vậy Nhi? Em á. Ở đó có Starbucks nữa kìa. Uống Starbucks không chị Tường? Tao bao chị Tường. Bây giờ nhà con là tới siêu thị nè cô chú. Bây giờ vô trong siêu thị để mua một ít đồ đem qua cho ông nội. Lúc này thì gia đình em á di chuyển vô trong siêu thị đặng coi mua ít trái cây hay gì đó đem qua cho ba. Nhưng mà cái video mà đi qua ba á thì em đã up trước rồi. Nhưng mà do là đi vô trong siêu thị này nè, người ta không có cho quay á cô chú. Họ làm được nhưng mà bây giờ thì người ta không có cho. Cho nên em mới edit được khúc này thôi à. Tại hồi sáng á em có nói với chị Nhi á là chị ơi đi qua ba mà em không biết mua cái gì hết trơn á. Tại vì hôm bữa em có gửi lên cho ba mấy thùng đồ em bán nè, rồi em mua này kia em gửi lên cho ba trước. Tại vì em biết đi có em bé mình đem này kia nhiều thì cũng bất tiện lắm. Rồi cái chị Nhi nói thôi em đợi đằng siêu thị gần nhà đi, coi có gì được mua cho ba thì mua. Nhưng mà lúc này đi vô đây á thì lấy xe này khi xong rồi cái quay được có một khúc à. Cái người ta nói là ở trong đây không có quay được video cho nên tụi em không có quay được. Em đi lên đây á đi mua cái gì hay đi đâu á toàn là anh chị trả tiền không à, anh chị không có cho em trả gì hết trơn á cô chú. Em không biết nói làm sao, nó ngại lắm luôn.
này là đi ngang đây với em, nó thấy cái này nó phái lắm cô chú, nó mê lắm, nó kêu mẹ ơi cho con lại ôm xíu đi mẹ. Xong rồi cái đi quẹo qua bên kia, chồng em với chị Nhi thì đi gửi đồ, tại vì đi vô người ta không có cho mang vô cô chú. Em có đem theo đặng hồi nữa em xách đồ đi qua bên ba luôn. Chị thì nói là em đi thôi, hồi chừng nào qua ba thì em về nhà lấy. Mà tại vì em thấy đi tới lui vòng vòng hoài à, cho nên em tính đem theo đặng sẵn mình đi mua đồ xong rồi qua bển luôn cho nó tiện một thể. Cái siêu thị này thiết kế này kia bên ngoài với bên trong này kia nó giống siêu thị Eon lắm luôn á cô chú. Eon ở Tân Phú á, lúc đầu vô em nhìn ngỡ ngàng luôn á. Đó. Đi ra gặp cái chị coi YouTube của em á cô chú. Dạ. Chào dì Dưỡng đây con. Dạ. Con chào dì Dưỡng đây, hồi mẹ tha cho con nghe. Nghe. Con Thảo là con thưa dì Dưỡng. Chở đi mẹ thương. Đi. Đi. Thưa dì Dưỡng. À, em thui rồi. Trời. Ừ. Sáng giờ không có được vui, ngày qua đi xe đây khuya mệt đó. Dạ. À, anh hay dạ? Em đâu hay đâu nghe không? Em nhìn quắc quắc em, tưởng đâu có chị gì mà chứ nói xuống nhà em chơi. Có anh chị cũng ở Sài Gòn với nó cái nào lên đây để chỉ giả em đi ăn. À. Con trai em nè. Đi không con dạ? Đi không? Đi không? Mấy ngày nay nó gồm lên rồi. Mấy ngày nay nó gồm lên rồi, đi lên xe rồi đi chơi rồi đó. Hết ăn nó ra đường là không ăn gì trơn á. Cái gậu cũng chết vậy. Nhà chị gần đây hả? À, gần đây nè. Vậy đó hả? Gì nè? À, khu ờ. Quá trời đẹp luôn. Ờ. À, đi qua siêu thị này. Vậy đó hả? Ờ, gần gần ở đây không ạ? À? Đi lên đây chừng nào về? Em chút mình đi qua thăm ba em. À. Rồi ngày mai qua ngoài Phan Thiết chơi. Phan Thiết chơi xong rồi em đi về dưới luôn. À, dạ. Dạ. Em ghé qua nhà chơi chứ. Tại vì em còn bán hàng nữa. Vậy có gì để em đi về coi. Vậy cho em xuống thổi đi. Video của em thì được khép lại tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Cô chú anh chị thương em á, thì nhớ đăng ký kênh nè, chia sẻ nè, like nè. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại video sau.